Xin chào mọi người, hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người cùng xem và thưởng lãm một cái bình cổ của đời nhà Thanh. Hôm nay là cái bình cổ này em xin chia sẻ đến cho mọi người. Đây là cái bình cổ vẽ con chim điểu và ba loài hoa cao quý, đó là hoa mẫu đơn, hoa sen và hoa mai. Đấy, nó là một trong những cái biểu tượng của sự thanh bạch, trong sáng của những loài hoa. Và chim điểu là một trong những loài chim biểu tượng cho sự hạnh phúc, cát tường và may mắn. Và trong những cái loài hoa, loài chim, thì loài chim điểu và loài công là một trong những, và loài phượng nữa, thì luôn luôn được các nghệ nhân Trung Hoa người ta vẽ lên những cái nền gốm sứ và lụa là, gấm vóc, vân vân. Và trên những cái nền văn học của đời nhà Thanh thì người ta vẫn luôn vẽ lên những cái con chim điểu này, bởi vì chim điểu là thường thường là nó đi có đôi có cặp với nhau, và nó là một trong những cái loài chim nó thể hiện sự cao quý, và nó mang đến một cái hạnh phúc cát tường cho cái người chủ nhân sở hữu những đề tài như thế này. Đấy, và em xin quay cận cảnh cho mọi người xem này, cái lông của chim này. Nếu như mà một cái đề tài vẽ thông thường hoặc là vẽ sơ sài thì cái chim điểu này thì người ta vẽ cho qua loa quất lớp thôi, nhưng mà cái người nghệ nhân người ta vẽ cái lông chim này, lông tơ nó vẽ kỹ lắm, họ vẽ truyền thần, vẽ kỹ, vẽ từng chi tiết tơ tóc này, nghĩa là từng mỗi cái ống lông, rồi cái tơ tóc, rồi cái vảy, cái cánh lông này nọ, người ta vẽ rất là kỹ. Đấy, và hơn nữa là tới cái phần đầu của chim này, phần đầu các bác thấy người ta phân mắt ra rất là rõ ràng này, nét đẹp rất là chỉnh chu, rất chi tiết luôn. Đấy, và ngay cả ám họa cái phần thân cây này. Đấy, thân cây thường thường thân cây già cỗi dân lâu, hoặc là sống lâu năm thì có những cái vảy cây này. Đấy, vảy cây, nếu như mà ở những cái nét vẽ khác thì người ta chỉ vẽ lên một cái lớp gọi là nó có gọi là trừu tượng thôi, nhưng mà đây người ta vẽ luôn ám họa luôn cả cái vảy, ám họa luôn cái vảy cây và cái mắt cây như thế này đó. Đây là cây mai, cây mai già rất là giá trị. Và cái ngay cả cái bông hoa cúc này người ta vẫn vẽ luôn cả những cái sớ, vẽ luôn cả những cái sớ của sớ của bông hoa cúc này. Đó, rất là đẹp, rất là chỉnh chu luôn nha mọi người. Và tiếp đến bên đây là hoa sen này. Đó, hoa sen. Đó, hoa sen thì là một loài hoa là rất là đẹp, biểu tượng cho cái quần quốc hoa. Đó. Và chim điểu thì mỗi con nó mỗi thế. Con này là con nó đang bay này, nó đang tung cánh bay để nó chuẩn bị hạ cánh xuống, đầu nó gọi là nó đang vờn, nó chơi giỡn cái hoa. Còn con này nó đang chìm sâu, đang hưởng hoa, mắt mật hút mật này nọ vân vân. Đó thì đây là một trong những cái đề tài rất là ít gặp ở trên thị trường Việt Nam. Nếu như mà ai mà có duyên thì phải nói là đúng duyên là để mà sở hữu món đồ này. Thật sự ngay cả trên những cái món đồ, trên cả tu hú thôi, trên những cái bình tu hú mà hút lọc á, thì dường như là không có luôn. Em chưa thấy cái nào mà tu hú mà vẽ chim hoa to, và ngay cả những vẽ những đề tài như thế này cũng là hiếm lắm luôn rồi. Đấy, dường như là không có. Và thứ hai nữa là cái bình này chất men đẹp, màu xanh của tràm đẹp, và đồ rất là già. Đó, các bác thấy em quay gần này. Đấy, tràm men nghĩa là nó qua mấy trăm năm mà nó thẩm thấu nó rất là tinh tế ở trong cốt, mà ở bên ngoài vẫn giữ được cái lớp men men tính, gọi là lớp men tính, men sáng chuẩn chỉ, không phải mà ngâm axit để tạo cho lớp thời gian. Đấy là những món đồ giả. Còn những món đồ thật ra thì nó phải được trải nghiệm, nó phải được
thẩm thấu qua thời gian, nó phải đạt được những cái tiêu chí như vậy thì nó mới là móng đột của chủ chỉ đó. Và những đây là những cái nét tơ tóc, những nét chi tiết như thế này, tôi thấy nó rất là tinh tế luôn. Đồ rất là già, đồ cổ đời mình nhà Thanh qua mấy trăm năm mà nó phải nó được như vậy thì quá là xuất sắc luôn. Và đây là cái phần chôn này, phần chôn các bác thấy đồ đồ nó chuẩn chỉ, nó đanh đồ nó già già đanh góc đế như thế này nó phải rất là chuẩn luôn. Đây là những cái màu, đây là cái màu do qua quá trình thời gian năm tháng người ta sử dụng, người ta nó có cái những cái vết ố, vết bẩn nó bám vào thì em vẫn để nguyên luôn đấy. Còn có những người mà người ta kỹ á, người ta hay lấy một lớp chanh người ta chà đi, nếu mà là đồ cổ xịn thì mình có tẩy sạch sẽ nó vẫn là đồ cổ, nhưng mà có đồ 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 giả thì có ngâm axit để tạo gì nữa thì nó vẫn là đồ giả đấy, người ta tẩy đấy. Mà em vẫn để nguyên như vậy, mua sao để nguyên vậy luôn đó. Những cái món đồ này phải nói là rất là tinh tế nha mọi người đấy. Được sở hữu những món đồ quý, được sở hữu những giá trị hiếm, và mọi người đều được bảo hành chuẩn cổ suốt đời cho từng hiện vật. Đối với em, chia sẻ món đồ chân thành chân thật và được mọi người được bảo hành luôn cả cái giá mua đó, không một nơi đâu đảm bảo uy tín về tất cả mọi việc để cho mọi người an tâm và mình được sở hữu lưu hành mua bán trao đổi vân vân đó, thì tất cả mọi việc nó đều chu toàn để cho mọi người yên tâm có một cái món đồ chân chính. Bởi vì hiện nay trên thị trường nó có vô số đồ giả cổ để mà nó tạo ra cho mọi người những cái cú lừa ngoạn mục để mà mình ham rẻ, ham to giá rẻ. Với những người mua bán không có tâm như vậy thì chúng ta sẽ bị mắc lừa, chúng ta sẽ bị ngã ngựa, đóng học phí rất là nhiều, rất là lớn trong cái công cuộc sưu tầm lưu giữ những món đồ giá trị như thế này. Nên các bác hết sức mà cẩn trọng. Và cái bình này á, thì nó cũng có một cái chiều cao, nó cũng gọi là tầm tương đối khá, thì chúng ta cũng đơn giản giúp dễ sở hữu hơn. Nó có một chiều cao là 34 phân rưỡi, chiều cao 34 phân rưỡi nó cũng rất là cao. Nếu mà so với để mà sở hữu chơi một cái bình tu hú thì cái này nó phải giá trị hơn, độ hiếm hiếm hơn, giá trị hơn đó, nên thành ra là vẽ chim đẹp này nó làm 99% đó, nó có chỉ bị vẫy nhẹ những cái lớp vẫy như thế này thôi, còn ngoài ra không thâm tóc gì cả đó. Qua mấy trăm năm thì chúng ta cái đây là chúng phải thông cảm cho ông bà qua bao lần chiến tranh, bao cuộc hoạn nạn thì nó mới có được những cái tình trạng như thế này. Chứ nếu như mà đất nước chúng ta mà không bị chiến tranh thì đất cái nền cổ vật của chúng ta thì thực sự ra nó rất là phong phú, bởi vì là cái nền cổ vật của chúng ta là bị ảnh hưởng đô hộ của Trung Hoa cả nghìn năm, hơn cả 1.000 năm như vậy. Thì chính vì thế qua nhiều lần giao thương trao tặng nhau, các vương triều và các triều đại tặng nhau, ông vua này tặng ông vua kia vân vân, để mà giao thoa với nhau làm kỷ niệm kỷ vật. Và những lần đặt đi sứ ký kiểu như vậy thì tất cả trên trên thị trường Việt Nam chúng ta vô số đồ cổ nhưng đều đã bị thất thoát bởi chiến tranh, nên những món đồ cổ đối với em đều là những cái bảo vật, nó có một cái hoài niệm, một cái công cuộc lưu giữ của các bậc tiền nhân đi trước, nên chúng ta hết sức mà trân trọng. Nãy có được ngày hôm nay cầm được những món đồ giá trị như thế này là chúng ta hết sức trân trọng. Những món đồ như thế này là những món đồ thật, chúng ta phải trân trọng đó. Và hơn thế nữa, cổ vật nó là một trong những cái món đồ và là một cái kênh, nó vừa bảo toàn cái dòng tiền của chúng ta tốt nhất, đó là những cái vị công chức nhà nước hoặc là doanh nhân doanh nghiệp
chúng ta có những cái nguồn thu ở bên ngoài thì chúng ta đầu tư vào những này thì nó luôn luôn nó đảm bảo tốt nhất cho những cái dòng tiền của chúng ta, nó luôn 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 là được bảo toàn là tốt nhất. Đó, thì rất nhiều, không phải riêng Việt Nam chúng ta đâu, ngay cả Trung Quốc hoặc các nước châu Âu, những người thành đạt luôn luôn có nhiều món đồ cổ trong nhà, và họ gọi là từ gom thì mới đúng, gọi từ gom gom những món đồ cổ chân chính, họ gom để về nhà để mà thứ nhất thể hiện cái giá trị của họ. Bởi vì những người sở hữu đồ cổ như thế này, chân chính như thế này, thì cái giá trị của họ được tôn vinh, kiến thức của họ là được nâng cao theo cái món đồ cổ, và cái giá trị sang trọng của họ luôn luôn được đẩy lên theo món đồ cổ. Và họ, nếu như mà họ không chơi thì họ thương mại theo những cái bậc, cái cấp bậc ở trong cái vị thế của họ, nó luôn luôn đảm bảo cái lợi nhuận tốt nhất. Và cái cuối cùng quan trọng đó là được bảo toàn cái dòng tiền trong những cái kênh đầu tư, thì mọi mà cái kênh đầu tư của họ nó có những cái dòng tiền vân vân và vân vân, thì họ đầu tư vào nó sẽ luôn luôn đảm bảo và tăng trưởng theo thời gian. Cổ vật luôn luôn không bao giờ đấu, cổ vật chân chính sẽ không bao giờ sản xuất ra được, nó chỉ tăng giá, nó chỉ giá trị luôn luôn tăng trưởng theo thời gian năm tháng, chứ không bao giờ bị mất giá. Từ ngày xưa chiến tranh loạn lạc, cái người Pháp thuộc đó là người ta đã qua bên Việt Nam, người ta lấy đi những món cổ vật của Việt Nam, và hiện nay trên đất nước Pháp có rất nhiều cổ vật ở Việt Nam, ở tại đất nước Pháp rất là nhiều. Và cái người Pháp là họ đã ý thức, khi mà họ qua đất nước nào họ lấy đi những cái tài sản đồ cổ, chứ không phải là lấy vàng đâu. Vàng chỉ là một con số nhỏ thôi, vàng thì nơi nào nó cũng có, nhưng mà đồ cổ của nơi đó thì nó mới là quý, vì nó không sản xuất ra được. Nên chính vì thế người chơi, người muốn lưu giữ hồi hương những món cổ vật đó về phải mua bằng gấp trăm nghìn lần cái giá trị trước kia họ lấy của mình đó. Nên chính vì thế những món cổ vật chân chính thì không bao giờ bị mất giá, và nó sẽ luôn được bảo toàn, và nó được hợp thức hóa những dòng tiền một cách đảm bảo nhất và chân chính nhất đó. Cổ vật nó rất là giá trị, nếu mà chúng ta mua được những gặp được những người gặp được những người mà có kiến thức tốt, uy tín nhất, chúng ta mua được những cái món đồ chuẩn chỉ nhất, thì chúng ta sẽ được nó một cách chu toàn nhất. Nên các bác nào mà có cái nhu cầu hữu duyên thì kết nối liên hệ với em để mà được sở hữu những món đồ chân chính như vậy, để mà mình được hữu duyên. Và em xin trao gửi về tận nơi cho các bác mở ra kiểm tra đúng y như món đồ, đúng như hiện tại, và có giá bảo hành đàng hoàng cho từng vật, các bác thanh toán cho nhân viên, luôn luôn đảm bảo sự hài lòng cho tất cả mọi người. Tuy mọi người sở hữu cổ vật chân chính của em trao duyên đó, bác nào yêu thích thì cứ gọi điện kết nối Zalo với em.